Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi Trung du Bắc Bộ, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như là Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa là 68mm, thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An là 55mm và Hà Tĩnh là 68mm. Từ đêm nay đến ngày mai ngày 18 tháng 4, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 40 cho tới 90mm và có nơi trên 100mm. Khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa đo được ở mức là từ 30 cho tới 50mm và có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cùng với mưa thì từ nay cho tới ngày 19 tháng 4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là từ 16 cho tới 19 độ. Vùng núi từ 13 cho tới 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho tới 20 độ. Từ đêm nay trên đất liền Bắc Bộ, gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 3,5m. Từ đêm mai ngày 18 tháng 4, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 3m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này cần lưu ý. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại! Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18-23 độ, độ ẩm 90-95%. Khu vực Trung Du và vùng núi, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 17-24 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 18-23 độ, độ ẩm 90-95%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ 19-23 độ, độ ẩm 90-95%.